Ở video thứ hai thì chúng ta đã biết cách đăng ký tài khoản với ứng dụng Ezabic, và trong video thứ ba này thì Dũng sẽ dẫn mọi người là khám phá giao diện của ứng dụng Ezabic để từ đó mọi người biết hết các chức năng của ứng dụng Ezabic và chúng ta có thể thuận tiện nhất ở trong quá trình chúng ta thiết kế hình ảnh. Ở bước trước thì chúng ta đã vừa đăng ký tài khoản xong và chúng ta muốn khám phá giao diện của ứng dụng Ezabic. Thì đầu tiên là chúng ta cần đăng nhập vào ứng dụng đã. Thì giờ mình sẽ mở ứng dụng Ezabic ra này. Thì ở đây mọi người sẽ vào phần cuối cùng bên tay phải nhá, vào phần cái biểu tượng hình người ấy. Thì mình sẽ mở nó ra này. Thì mình sẽ đăng nhập vào. Thì có một cái lưu ý ở bước trước nhá, là khi chúng ta đăng ký tài khoản ấy, thì chúng ta nên đăng ký theo thông tin thật là số điện thoại thật và cái Gmail mà chúng ta đang sử dụng ấy, để trong trường hợp sau này chúng ta quên mật khẩu thì mình có thể lấy lại mật khẩu thông qua số điện thoại hoặc thông qua Gmail. Thì đầu tiên là đăng nhập này, thì mình sẽ nhập thông tin mình vừa đăng ký vào. Và sau khi chúng ta nhập tài khoản mật khẩu xong thì chúng ta sẽ ấn vào nút đăng nhập này. Và như mọi người đang nhìn thấy ở trên màn hình thì ở trên đây là toàn bộ giao diện của ứng dụng Ezabic. Thì bây giờ Dũng sẽ đi về từng phần một để cho mọi người có thể nắm được các tab giao diện này là gì, các tab chức năng này là gì. Thì đầu tiên là chúng ta có chức năng là tìm kiếm này. Mọi người sẽ nhìn thấy cái hình kính núp ấy, và có chữ search. Thì ở đây là mình có thể tìm kiếm các mẫu ở trong hệ thống Ezabic. Và cái chức năng thứ hai là chức năng thông báo. Nó có hình quả chuông thông báo này. Thì trên đây là toàn bộ những cái gì liên quan đến thông báo của hệ thống. Và cái hàm bên dưới, hàm bên dưới thì mọi người sẽ nhìn thấy có bốn nút chức năng. Là đầu tiên là sản phẩm. Sản phẩm này, thì ở trong đây là nó có những cái sản phẩm mà mình đã thiết kế và mình đang thiết kế dở thì nó sẽ ở trong này. Và mình ấn nút quay lại này. Thì bên cạnh cái nút sản phẩm ấy thì có chữ nạp tiền, là đây là mình có thể nạp tiền vào trong hệ thống này để mình có thể sử dụng, mình có thể mua mẫu hay mình nâng cấp lên tài khoản Pro. Và cái tiếp theo là cái kho mẫu, thì ở trong đây là toàn bộ những cái kho ảnh của ứng dụng Ezabic này. Thì trong đây có những cái mẫu nào thì nó toàn bộ ở trong cái phần kho mẫu này. Và Dũng sẽ quay lại đến phần chức năng tiếp theo này. Và bên cạnh đấy là nó có chức năng tạo mẫu, thì mình có thể là tạo những cái mẫu in hàng loạt mọi người nhé. Mình có thể tạo những cái mẫu in hàng loạt hoặc những cái mẫu thường, mình có thể up lên đây. Và cái tiếp theo này, và cái tiếp theo là đây là toàn bộ những cái thiết kế mới của hệ thống. Khi đội ngũ thiết kế của Ezabic này thiết kế xong ấy, thì nó sẽ sắp xếp những cái mẫu mới ở trên này. Và bên dưới này, cái phần bên dưới là những cái top designer, là top những nhà thiết kế đóng góp nhiều nhất thì sẽ có thứ tự sắp xếp. Và cái phần bên dưới này là những cái kho mẫu thiết kế của các bạn đã đăng ký với hệ thống Ezabic. Thì là mình có những kho này, kho của chị Kim Dung này, hay là kho những cái mẫu đặc nhiệm này. Đấy, thì và xuống dưới cuối cùng thì là nút cuối cùng này. Thì cái nút đầu tiên là cái nút trang chủ mọi người nhá. Xong bên cạnh cái nút trang chủ ấy thì mọi người click vào, thì đây chính là chức năng xóa nền. Thì mình có thể là xóa nền ngay ở trên ứng dụng Ezabic. Và bên cạnh cái chức năng xóa nền ấy thì đây là toàn bộ những cái kho ảnh, toàn bộ những cái ảnh ở trong ứng dụng, toàn bộ những cái mẫu ảnh ở trong ứng dụng Ezabic mọi người nhé. Và cái chức năng cuối cùng là mọi người sẽ nhìn cái biểu tượng hình người ấy. Thì đây là những cái chức năng liên quan hồ sơ, thông tin cá nhân của mình là gì. Thì vào trong đây thì mình có thể là gửi những cái khiếu nại này, hay mình nạp tiền này, hay là xem cái mã giới thiệu của mình là gì, hay những cái sản phẩm mà mình đã thiết kế ra. Và đây là mình có thể là order những cái mẫu thiết kế độc quyền này, hay là những cái mình có thể là lưu lại những cái mẫu thiết kế yêu thích này, hay là những cái lịch sử giao dịch của mình, cái lịch sử bài đăng của mình là gì này. Cái ứng dụng này có một cái tuyệt vời là nó sẽ có thêm chức năng là gợi ý bài đăng bằng ChatGPT mọi người nhé. Và tiếp theo là những cái phần là chia sẻ ứng dụng này, hay là gia hạn tài khoản Pro này, đánh giá ứng dụng này. Thì trên đây là toàn bộ những cái giao diện của ứng dụng Ezabic và những cái nút chức năng. Và ở những video tiếp theo thì Dũng sẽ hướng dẫn mọi người là cách mua mẫu thiết kế này, hay là cách chỉnh sửa mẫu thiết kế ở trên ứng dụng Ezabic như thế nào.